Ủa, em mấy giờ em vô lùm cụ? 1:30. Xin nó muốn thời cho dù trễ xin. Anh muốn rồi mà, xin rồi. Lùm như thế à? Xin anh hơn là mấy giờ vô? Mấy giờ vô không rồi? Con đang lụm giấy trắng. Nó đồ chưa ạ? Thôi đồ mẹ đi hạ con. Nhanh xíu mẹ chở đi.
Vô hạt trễ có bị ra không ạ? Sao bị trừ điểm à? Ủa thường à? Rồi điểm nữa rồi hạt trễ nè. Đây là còn nhỏ mà mới lớp 1 mà. Trễ vẫn lớp 1 thì cũng đó thôi chứ. Bắt đầu đi hạt thì đi hạt trễ phải chịu chứ. Chào xí con. Mới hôm qua cái con bé nó ngái vô. Một cái đèn 400 gì không dùng luôn. Một ship gì luôn 400 chứ. Xích ra tay, đứng lại đây. Uống sữa đi cả.
tát cho em đi chứ trẻ.